anh em, mình là Lim Râu nha. Chào mừng anh em quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay mình quay cái dàn keo này cho anh em với cái mục đích là để mình chia sẻ kinh nghiệm với anh em là nuôi cá trong cái hũ keo này nó có những cái điểm lợi như thế nào so với những cái vật liệu khác. Thì thứ nhất là mình sẽ nói về diện tích của nó, và cái hũ này là hũ 3 kg, thì anh em chứa khoảng được 3 lít nước. Như Lim ở đây, Lim xài thêm than tổ ong vô đây là có mục đích, tại vì Lim anh em có biết là Lim sử dụng vi sinh mà, thì 3 ngày Lim bón một lần cộng với than tổ ong này cho vi sinh nó trú ngụ, thì gần như là mấy cái hũ nước này là một tháng Lim không thay nước, cá vẫn khỏe và nước vẫn trong, không có cái hiện tượng gì mà cá mệt hết. Và cái thứ hai Lim muốn nói đó là về cái hình thù của nó, đó chính là về cái mặt phẳng, những cái mặt phẳng của nó có như thế này, thì khi đó mình phơm con cá nó sẽ rất là nhìn rất là thật. Nó khác cái những cái hũ tròn ở chỗ là mình không nhìn được, và mình phơm trong những cái ly hay là những cái hũ như thế này thì mình không quan sát được con cá, và từ đó mình không đưa ra cái sự lựa chọn là chọn lọc được chính xác. Và cái vấn đề thứ ba là về cái lúc mà vệ sinh nó, thì nó rất dễ vệ sinh so với những cái hồ kiến, mà nếu mà cái hồ kiến có trọng lượng chứa được cái 3 lít nước thì nó rất là nặng, và nếu anh em làm không kỹ lúc mà tay nó mềm mà dễ đứt tay là dễ rớt hồ kiến lắm, lúc mình bưng ra bưng vô nếu anh em nuôi cá trong nhà Lim nó sẽ rất là khó. Và cái chi phí của cái hũ kiến sẽ rất là mắc so với cái hũ này, thì nếu anh em làm cái hũ kiến to như vậy thì vài chục ngàn, còn nếu anh em mua hũ này thì chỉ có 10 ngàn một hũ thôi. Còn cái phần còn lại Lim muốn nói đó chính là cái vật liệu của cái hũ này, nó cũng là nhựa, nhưng mà nó là nhựa để chứa đồ, nên nó gọi là khi con cá sống trong đó thì nó không có tiết ra những chất có hại như là những cái ly trà sữa như thế này, hoặc là những cái keo mà che nước xuống sau đó, tại vì nhà sản xuất đã đưa ra cái khuyến cáo cho chúng ta là chúng ta không nên trữ nước hay là trữ cái gì nói chung là liên quan tới thực phẩm mà chúng ta uống vô người nó sẽ có hại. Thì với con cá nó cũng vậy thôi, nó ăn mà ngủ trong cái ly đó thì cái lượng mà chất có hại tiết ra khi chúng ta ngâm nước lâu ngày nó sẽ làm ảnh hưởng tới con cá. Và Lim cũng đã kiểm chứng, Lim đã phơm một con cá trong một cái cùng một cái thể tích nước đó, cùng một cái lượng thức ăn đó, so với nếu mà Lim phơm trong cái keo kiến cùng một cái thể tích đó thì con cá nó sẽ phát triển nhanh hơn, là trong cái phía nó sẽ phát triển nhanh hơn đó. Cái ly này chẳng qua nó rẻ và nó dễ tìm mua thôi anh em, chứ thật sự nếu mà nói nuôi con cá trong đây thì nó sẽ không tốt. Những cái con cá mà Lim nuôi trong đây gần như là Lim quan sát cái tốc độ lớn của nó, tại vì cá trong đây là khoảng 2 tháng mấy 3 tháng là Lim tách ra để Lim chuẩn bị xuất bán sỉ, thì Lim quan sát cái mức độ của con cá nó đừ, nó gần như là nó mệt, lúc nào nó cũng không có sung mãn cho lắm, trừ những ngày mới bỏ ra thôi thì nó sung mãn, nhưng mà nếu mà ở trong đó thời gian dài thì con cá nó ít là sung mãn lắm. Nó lúc nào nó cũng lờ đờ và cái mức độ phát triển mà lên màu của nó chậm. Còn nói về cái hũ keo này thì nó lợi thế hơn cái này rất là nhiều, nên mình không thể so sánh như vậy được. Vì cái thứ nhất, trong cái hũ keo như thế này thì cái lượng chất thải con cá nó thải ra không đáng kể so với cái lượng nước, và đặc biệt nếu anh em xài vi sinh như Lim á thì gần như là vi sinh nó sẽ xử lý hết luôn, nên nước lúc nào cũng trong cái tình trạng sạch đó. Còn như trong đây thì nước thải nó phần trăm cao quá so với nước, nói chung là nó dễ làm dơ nước và con cá nó sẽ gọi là bị chết đó. Nó rất nhiều cái vấn đề mà để chúng ta không nên phơm con cá trong cái ly nếu chúng ta muốn con cá chúng ta trong cái tình trạng sức khỏe khỏe nhất. Thì ngoài cái lợi, những cái lợi mà Lim đã nói, thì cái keo này nó có cái lợi nữa là dễ tìm mua và giá rẻ, và cái thứ ba nữa là nó có nắp nha anh em. Nếu mà anh em như Lim này, tại vì Lim có đè hết rồi, nên với lại những cái con cá beta này thì không xài nắp. Nhưng mà thí dụ như những cái con cá hoang dã như thế này nè anh em, đó, những con cá hoang dã như thế này nếu mà mới ra keo á thì cái đặc tính của nó là hay nhảy ra lắm. Nếu mà không có nắp thì nó sẽ nhảy ra ngoài luôn, những chai nước biển mà nó không nhảy ra được, chứ đừng nói là chi tới cái keo mà có cái miệng rộng như thế này đó. Nó rất là nhiều cái lợi, nên từ lúc mà Lim so sánh nó, Lim thấy cái lợi của nó thì gần như là Lim chuyển hết tất cả các dàn keo hồ kiến. Thì anh em cũng theo dõi vlog của Lim thì anh em biết những cái dàn này ngày xưa tất cả đều là hộp kiến hết, nhưng Lim đã chắc lọc và Lim đã tìm hiểu được thì cái keo này nó là gần như là tuyệt vời nhất, thì Lim sẽ chuyển qua cái này Lim xài hết, tức là nó dễ dàng làm vệ sinh đó. Và Lim đã mua mấy trăm keo để nó sẵn, thì cái giá như Lim đã nói thì khoảng 10 ngàn một cái, nó rất là rẻ, anh em có thể nuôi mà không cần ngại ngùng gì hết, và rất là dễ tìm mua ở bất cứ cái tiệm nào mà bán đồ gọi là đồ dùng trong nhà, ca nhựa ly đều thì đều có những cái hũ ly này trước. Còn anh em mà ví dụ như mà muốn chắc ăn thì anh em lại trước anh em đặt thì người ta sẽ có cho anh em thôi. Còn cái hũ này á, thì nó rất là ngon cái chỗ là nó có thể phơm mọi loại cá luôn anh em, tại vì anh em thấy không, như Dumbo này, hắc nuôn, Lim vẫn có thể phơm được con cá hơn một tháng là rất là khỏe và phát triển rất là gọi là liên tục, nó không có bị gián đoạn. Tại vì nếu mà mình không có thay nước á mà vi sinh nó xử
mình không thay nước ở đây có nghĩa là nước mình sạch, mình không thay nước. Nó khác với lại nước anh em dơ, anh em không thay nước nha. Cái vấn đề ở đây nhiều anh em hỏi là nếu mà mình không thay nước thì con cá nó có bị ức chế không? Đúng. Nếu anh em không thay nước mà hồ anh em không có vi sinh để xử lý các chất mà hại á, các chất thải của con cá ra làm hại đến con cá thì tất nhiên là con cá sẽ bị ức chế. Nhưng mà nếu mà anh em có vi sinh thì nước anh em đâu phải là nước dơ. Đó, anh em mấy con cá nó phát triển rất là tốt. Như những con Nemo Galaxy này nè, nó khoảng 2 tháng mấy thôi. Đó thì đem cho ra keo này để đem dễ quan sát để coi nó nằm ở cái phơm nào. Nếu phơm xấu thì mình đem ra mình bán cho học sinh. Còn nếu mà phơm đẹp thì mình để dành mình bán cho các mối của mình hoặc là mình đem mình bích. Đó thì nói chung bỏ trong cái hũ này rất là dễ nhìn. Và anh em nhớ một cái yếu tố quan trọng là khi mà anh em kết hợp cái hũ này vào vi sinh thì con cá anh em sẽ rất là khỏe và xài rất là lâu mới thay nước một lần. Đó là hai yếu tố mình muốn chia sẻ với anh em. Với cái một điều nữa là khi mà anh em phơm trong những cái hũ như thế này nè, thì anh em gọi là lúc nào mình cũng trong tình trạng là nhìn con cá chỉ được một góc độ là từ trên xuống thôi. Còn nếu mình nhìn ở những cái góc cạnh khác thì nó không có thật con cá, nên nhiều con cá nó có phơm xấu hoặc nó bị lỗi sơ sơ á, mình nhìn mình khó biết á. Đó nên anh em cứ nghe lời Liêm lựa chọn những cái hũ như thế này thích hợp. Còn thí dụ như những anh em là có điều kiện thì hồ kiến vẫn là du lịch thôi. Nếu mà anh em không có ngại vấn đề mà thay rửa xúc nước nè, hoặc là anh em không có ngại về cái vấn đề giá cả, thì nói chung là kêu kiến muôn đời vẫn là vô địch, nó không có gì để bàn tán hết. Nhưng mà Liêm đây nó Liêm chia sẻ với anh em là đây là trên nhiều cái mặt phương diện thì cái keo này nó gần như là hoàn hảo so với anh em nuôi cá beta, không to hơn nha anh em, cũng không nhỏ hơn. Tại vì to hơn thì đồng ý nó sẽ rất là tốt, nhưng mà giá thành nó sẽ mắc nè. Cái thứ hai là nó hơi phí so với một con cá beta. Thì khi nào mà anh em cưng con cá nó quá rồi, cái kiểu mà anh em xây nguyên cái biệt thự với nó thì anh em có thể xài keo 7 lít thì cái đó nó tuyệt vời quá rồi. Nhưng mà để mà nuôi một cái keo 7 lít về thì nó hơi phí so với con cá. Thầy chứ Liêm không nói là nó không tốt, nó quá tuyệt vời chứ, nhưng mà nó hơi phí so với con cá. Tại vì mình chỉ cần một cái lượng nước để vừa đủ cho cái lượng nước thải đó nó thải ra, nó không ảnh hưởng đến con cá nhiều và vi sinh sẽ xử lý, đó là ok. Còn nếu mà mình nhỏ quá như cái ly hoặc là những cái hũ keo mà 1 kg thì nó cũng lại là cái lượng nước tiểu nó thả ra với cái lượng vi sinh đó thì nó gần như là khó mà xử lý sạch nhanh để cho con cá mình nó không có bị chết và bị ức chế về cái mức độ phát triển của nó. Thì khi anh em xài giống hũ keo này thì thấy là ok nhé. Đấy thôi. Và hôm nay Liêm muốn chia sẻ cái vấn đề về keo cho anh em. Và một cái vấn đề nữa mà hôm bữa mà những nhiều anh em hỏi Liêm về vấn đề về nước á. Có nghĩa là khi con cá mà gọi là nếu mà con cá con á, những cái bầy cá bột á thì nó sẽ chậm phát triển hơn so với những cái bầy cá bột mà chúng ta thay nước thường xuyên. Cái đó là không đúng đâu nha anh em. Ngày xưa nó chỉ đúng khi với cái công nghệ ngày xưa, có nghĩa là anh em không có cái nguồn vi sinh ổn định thì anh em thay nước thường xuyên, nghĩa là nó làm sạch nước. Tại vì trong cái nước tiểu lúc nào nó cũng bài tiết ra cái gọi là trong cái nước của mình đó, nó sẽ con cá con nó sẽ bài tiết ra nước tiểu. Và nếu mà không có vi sinh để xử lý cái lượng nước tiểu đó thì con cá nó sẽ bị ức chế vì cái môi trường nước dơ và nó phát triển chậm. Thì anh em cứ ngỡ là thay nước nhiều là con cá nó sẽ phát triển. Nhưng mà anh em có biết một điều là khi mà anh em thay nước thì dù có là một cùng một nguồn nước đi chăng nữa, nó cũng sẽ có chênh lệch nhiệt độ, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ có chênh lệch độ pH. Cái thứ hai, anh em đổ vô con cá con ít nhiều nó cũng sẽ bị sốc. Thực ra ở ngoài thiên nhiên á, những cái ao tù nước động á, nó cũng không có ai mà thay nước cho nó hết. Nhưng mà tại sao con cá nó phát triển tốt? Đó là vì ở cái tầng đáy, cái hệ vi sinh của nó phát triển gần như là ổn định rồi. Nó tạo nên một cái môi trường khép kín thì con cá nó vẫn phát triển ở cái mức độ bình thường hoặc là tốt, chứ nó không có bị hạn chế gì hết. Quan trọng là anh em điều khiển được cái hệ vi sinh để cho nó xử lý được cái hệ nước của anh em lúc nào nó cũng trong tình trạng ổn định. Bởi vì những cái hồ mà khi không có bàn tay can thiệp của con người vô, anh em thấy không, nước trong vắt, cá phát triển rất là tốt. Chỉ có những cái hồ mà con người tự đào ra, tự cho cái nguồn thức ăn thì bắt buộc mình phải can thiệp và hỗ trợ để cho con cá nó phát triển tốt thôi. Còn nếu mà nó trong cái vòng mà tuần hoàn của nó thì lúc nào nó cũng ổn định hết. Đó, nhiều anh em nói có ai bón vi sinh ở ngoài tự nhiên đâu. Anh em sai lầm, vi sinh nó sẽ tự hình thành. Nhưng mà nếu mà chúng ta không can thiệp vào, chúng ta không sử dụng vi sinh khởi tạo thì nó sẽ hình thành rất là chậm. Và nếu mà thí dụ như để nó có số lượng để nó xử lý cân bằng với môi trường thì nó đòi hỏi thời gian rất là lâu. Thì lúc đó là con cá của anh em đôi khi nó ngáo rồi. Còn ví dụ như mình thương cá và mình có kỹ thuật thì tại sao mình không tạo một cái hồ như thế này trước? Hoặc là đối với cá con mình tạo những cái hồ như thế này trước, mình tạo một môi trường vi sinh trước đó rồi. Đó, rồi sau đó mình bỏ cá con vào. Và đối với những cái hũ keo này thì mình tạo một cái môi trường vi sinh sau một ngày đi, rồi mình hãy bỏ cá vào. Thì lúc đó mình bảo đảm với anh em cá anh em sẽ rất là khỏe.
Và gần như anh em, nếu mà anh em qua đây anh em coi cá của Liêm rồi, những anh em qua trại của Liêm được, gần như cá bầy là không bao giờ bị nấm rồi, chỉ còn cá lớn. Mà cá lớn là tại vì ngày xưa Liêm không sử dụng mấy cái hũ như thế này và đá nhâm thạch như thế này để em sử dụng vi sinh, còn bây giờ em sử dụng thì gần như cũng không bị nấm nữa. Thì anh em cứ qua đây tham khảo, anh em cứ muốn nuôi cá mà không thay nước, nói chung là anh em không có thời gian thay nước, và anh em cũng một phần là anh em muốn tiếp cận đến công nghệ vi sinh á, thì anh em cứ qua shop Liêm tham quan nha, luôn sẵn sàng mà mở cửa chào đón anh em chứ không có giấu gì hết. Nói chung là mình có thực mới được đạo. Thì nhiều anh em đã qua đây coi rồi thì lúc đó anh em rất là tin tưởng và anh em làm theo cách của Liêm, và anh em đã review lại là cách rất là tốt. Thì Liêm muốn chia sẻ đấy cho anh em, những anh em mà chơi cá, thì anh em chơi cá mà anh em cảm thấy thích thú và con cá anh em khỏe thì anh em mua nhiều cá thôi, đó lúc đó Liêm có lợi thôi chứ không có gì hết. Rồi xin chào anh em nha, chúc anh em có nhiều bầy cá thật là đẹp, và chúc anh em có những con cá luôn luôn khỏe mạnh nha. Xin chào anh em.